Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chuẩn bị nguồn vaccine, tập hợp danh sách tổ chức các điểm tiêm gần cửa ngõ, tiêm lưu động để tạo thuận lợi cho người dân từ các tỉnh trở lại. Bên cạnh đó, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao được yêu cầu chỉ đạo các doanh nghiệp nhanh chóng lập danh sách những người lao động chưa được tiêm, nhất là những người trở về từ các tỉnh thành. Trường hợp chưa tiêm thì sẽ được tiêm mũi 1 ngay, còn nếu đã tiêm mũi 1 thì sẽ tổ chức tiêm mũi 2 đúng thời gian quy định. Thậm chí với các đơn vị có số lượng công nhân lớn chưa tiêm sẽ tổ chức tiêm tại doanh nghiệp để tạo thuận lợi cho các công nhân. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký COVID-19 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thời gian các đoàn tiến hành kiểm tra từ ngày 21 tháng 10 đến hết ngày 3 tháng 11 năm nay. Cùng với việc kiểm tra tình hình hỗ trợ gạo và các chính sách an sinh xã hội khác, 12 đoàn kiểm tra sẽ nắm bắt thực trạng thiếu hụt lao động trong các ngành nghề, lĩnh vực, trong các doanh nghiệp khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, khu công nghiệp, khu chế xuất, tình hình dịch chuyển lao động ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động tự do, đề xuất các giải pháp khắc phục và phục hồi, phát triển thị trường lao động và các kiến nghị. 12 đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về Ban chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn về việc hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm vaccine COVID-19. Một trong các quy định mà Bộ Y tế yêu cầu là người đến tiêm phải mang căn cước công dân hoặc thông báo số định danh cá nhân có mã QR do công an cấp và giấy xác nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trước đó nếu có. Theo Bộ Y tế đến nay, nhiều người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 nhưng còn thiếu, không có hoặc sai thông tin về tiêm chủng, ảnh hưởng đến việc xác định thông tin về tiêm chủng cho công dân. Để triển khai đồng bộ xác minh đầy đủ, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công an địa phương trong việc phối hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế để triển khai các hoạt động theo quy trình và báo cáo kết quả xác minh thông tin công dân theo ngày, tổng hợp gửi Bộ Y tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc sử dụng hộ chiếu vaccine từ ngày 20 tháng 11 tới. Theo kế hoạch, Phú Quốc sẽ đón khách du lịch quốc tế đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có độ an toàn cao về phòng chống COVID-19 như khu vực châu Âu, Trung Đông, Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Bắc Mỹ, châu Úc. Kế hoạch được triển khai trong 6 tháng kể từ ngày 20 tháng 11 để thử nghiệm và đánh giá rút kinh nghiệm. Từ ngày 20 tháng 12 năm 2021, kế hoạch sẽ được triển khai theo lộ trình với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 20 tháng 12 năm 2021 đến ngày 20 tháng 3 năm 2022, thí điểm đón từ 3.000 đến 5.000 khách một tháng. Sau khi đánh giá kết quả giai đoạn 1, giai đoạn 2 sẽ thực hiện từ ngày 20 tháng 3 năm 2022 đến 20 tháng 6 năm 2022 với quy mô mở rộng và dự kiến đón 5.000 đến 10.000 khách một tháng. Tối qua, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đã mở cửa hoạt động trở lại sau gần 4 tháng tạm dừng để phòng chống dịch. Đây là chợ đầu mối nông sản thực phẩm đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trở lại sau giãn cách xã hội. Ngay trong tối đầu tiên hoạt động trở lại đã có trên 400 tấn nông sản thực phẩm từ các tỉnh thành được tập kết giao dịch trực tiếp tại chợ. Có hơn 150 thương nhân trong tổng số 400 thương nhân của chợ tham gia buôn bán trở lại. Ban quản lý chợ cho biết, trước mắt chợ có 153 sạp điểm kinh doanh rau củ quả, trái cây và 50 sạp điểm kinh doanh thịt heo hoạt động. Từ ngày 11 tháng 11 trở đi, căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn và quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban quản lý chợ sẽ có phương án tiếp theo. Trường hợp tình hình dịch bệnh đã khoanh vùng kiểm soát tốt thì chợ sẽ bố trí 100% quầy sạp điểm kinh doanh hoạt động. Thưa quý vị, tính từ ngày 15 tháng 10, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có trên 20 chợ truyền thống hoạt động trở lại. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh còn phức tạp, số ca nhiễm ngoài cộng đồng vẫn nhiều. Vì vậy, để đảm bảo an toàn khi hoạt động trở lại, tại các chợ, công tác phòng chống dịch vẫn được siết chặt tăng cường. Hơn 9 giờ sáng, đây là thời gian cao điểm để người dân đến mua sắm tại những khu chợ truyền thống như thế này. Tuy nhiên thì lượt khách hàng đến mua sắm vẫn còn khá vắng vẻ dù các cửa hàng tuân thủ những quy định phòng dịch. Mình cũng có thẻ xanh rồi, người ta cũng có rồi, vô đây là mình an tâm lắm rồi. Rồi sát khuẩn rồi, đồ đầy đủ hết, buôn bán cũng an tâm mà chợ vắng quá, bán ế quá. Không có người đi chợ, ít người lắm. Có nhiều người ta cũng chưa là biết vào chợ mình hoạt động á, thành ra ít vắng lắm luôn. Chợ bán lại thì ở trong tiểu thương trong chợ cũng nghiêm chỉnh tốc chấp hành để làm kính chống giọt bắn, rồi che chắn, cũng có sát khuẩn,
để mình an toàn cho mình và tiểu thương cũng chợ và khách đi chợ. Hiện tại lượng khách ra vào các chợ truyền thống vẫn khá thưa. Tuy nhiên, ban quản lý các chợ vẫn lập một lối vào và một lối ra riêng biệt để kiểm soát lượng khách ra vào chợ và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Tất cả người dân vào chợ đều được kiểm tra thân nhiệt, phải có thẻ xanh COVID-19 hoặc tiêm ít nhất là một mũi vaccine và có giấy xét nghiệm âm tính. Những trường hợp không đủ điều kiện sẽ bị từ chối cho vào chợ. Vách ngăn đã được thực hiện 100% và trong quá trình giao tiếp họ cũng có chuẩn bị những cái khay đựng tiền để giao dịch hàng hóa. Và thời gian tới thì sau khi chợ hoạt động một tuần thì chợ sẽ tổ chức test ngẫu nhiên 20% của tiểu thương để nhằm đánh giá lại cái tình hình dịch trong khu vực chợ Từ Đức. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, tùy diễn biến dịch bệnh ở từng địa phương, thành phố sẽ chủ động xem xét, đánh giá phương án và có quyết định cụ thể đối với từng chợ. Bộ Y tế Israel cho biết nước này vừa phát hiện ca nhiễm biến thể phụ của chủng Delta đầu tiên mà đang lây lan ở một số quốc gia châu Âu. Bệnh nhân là một bé trai 11 tuổi nhập cảnh từ châu Âu đến sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv và đã được cách ly. Đây là trường hợp đầu tiên được phát hiện ở Israel. Sự xuất hiện của đột biến mới này làm dấy lên lo ngại về khả năng bùng phát lớn hơn và vào đúng thời điểm Israel có ý định nới lỏng một số biện pháp y tế phòng dịch, đặc biệt là những biện pháp liên quan đến du lịch. Vào cuối tháng 12, Israel đã phát động một chiến dịch tiêm chủng giúp giảm đáng kể tỷ lệ lây nhiễm. Tuy nhiên, sự lây lan của đột biến Delta đã khiến cho nước này phải khởi động chiến dịch tiêm chủng liều thứ 3 chống lại COVID-19. Hơn 60% dân số trong tổng số 9 triệu người dân Israel đã được tiêm 2 liều vaccine và hơn 1/3 trong số đó đã được tiêm 3 liều vaccine ngừa COVID-19. Nhà Trắng thông báo Mỹ đã hỗ trợ hơn 200 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 100 nước trên toàn thế giới. Theo thông báo của Nhà Trắng, Mỹ và chương trình chia sẻ vaccine COVAX trong năm tới sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết đóng góp hơn 1 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước thực sự cần. Nhà Trắng nhấn mạnh các liều vaccine này nhằm cứu giúp cho mạng của người dân, bảo vệ đời sống và khôi phục các nền kinh tế bị ảnh hưởng vì đại dịch COVID-19. Mỹ là quốc gia có đóng góp lớn nhất cho cơ chế COVAX và còn đã đóng góp 4 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ COVAX mua và phân phối vaccine COVID-19 tới 92 nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình thấp. Trong báo cáo triển vọng khu vực phía nam sa mạc Sahara châu Phi, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đánh giá việc thiếu khả năng tiếp cận với vaccine ngừa COVID-19 đang làm cản trở sự phục hồi kinh tế của khu vực này ở mức độ nhiều năm so với các quốc gia phát triển. IMF dự báo khu vực phía nam sa mạc Sahara châu Phi sẽ đạt tăng trưởng kinh tế 3,7% trong năm nay và 3,8% năm 2022. IMF cho biết lạm phát lương thực gia tăng vẫn là một vấn đề nhức nhối, đặc biệt là đối với khoảng 30 triệu người rơi vào cảnh nghèo cùng cực do tác động của đại dịch COVID-19. Hệ thống y tế của Anh đang có nguy cơ rơi vào tình trạng quá tải khi các ca tử vong và nhiễm mới COVID-19 tăng nhanh chóng trong những ngày gần đây. Số ca mắc mới COVID-19 tại nước này trong 24 giờ qua đã lên đến gần 50.000 ca. Bộ trưởng Bộ Y tế Anh cho biết tình hình có thể còn tồi tệ hơn trong mùa đông năm nay khi số ca nhiễm có thể lên tới 100.000 ca một ngày. Trước nguy cơ trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Anh đã kêu gọi người dân nhanh chóng tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cũng như tiêm mũi nhắc lại. Nếu không, theo kế hoạch B, các biện pháp hạn chế như yêu cầu đeo khẩu trang, làm việc từ xa và yêu cầu xuất trình chứng nhận tiêm vaccine sẽ được ban hành. Hôm nay, ba hãng bán lẻ lớn nhất của Australia là Coles, Woolworths và Aldi đã đồng loạt thông báo yêu cầu người lao động phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 để bảo vệ các nhân viên và khách hàng khỏi dịch bệnh. Hơn 250.000 nhân viên làm việc trong ba hệ thống siêu thị bán lẻ lớn nhất của Australia, bao gồm cả những người làm việc tại các siêu thị, trung tâm phân phối và văn phòng, đều được yêu cầu tiêm vaccine ngừa COVID-19. Quyết định này được đưa ra là sự chuẩn bị của ba hệ thống siêu thị này trước khi Australia không áp dụng lệnh phong tỏa trên diện rộng và bước vào cuộc sống bình thường mới. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký COVID-19 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!